Vũ Thịnh Fanny nắm tay về chung sau chương trình hẹn hò. Trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ số phát sóng mới nhất, Vũ Thịnh và Fanny đã có màn ghép đôi thành công, cặp đôi đã cùng nắm tay nhau ra về. Sau khi đăng ký tham gia vũ trụ hoàn mỹ, cô nàng streamer Fanny đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Không chỉ có vậy mà ngay khi lên sân khấu, đã có 3 chàng trai quay lại tỏ tình với người đẹp. Fanny được nhận xét là một cô gái dễ thương, hòa đồng và luôn khiến các chàng trai cảm mến. Tuy nhiên, đến sân khấu tỏ tình của Fanny xuất hiện, cô nàng khá bất ngờ vì bị thay đổi hoàn toàn về bối cảnh. Ý tưởng ban đầu là quán nhậu không phải là một đám cưới. Tuy nhiên, tất cả điều này được sắp đặt bởi ca sĩ Vũ Thịnh. Anh chàng bạn thân đã mượn chương trình để tỏ tình với người mình yêu. Vũ Thịnh cho biết mọi thứ là do anh sắp xếp vì không muốn thấy người mình yêu tỏ tình với ai khác. Quan trọng nhất là nam ca sĩ chia sẻ cả hai không chỉ là bạn mà còn yêu nhau trong quá khứ. Dù hẹn hò rất ngắn nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm. Nam ca sĩ chia sẻ, ngày trước khi được anh Ngọc dẫn đi gặp các bạn trong chương trình giai điệu chung đôi, mình đã ấn tượng với Fanny, sau đó cả hai quen biết nhau. Khi mình về Hải Phòng học, mỗi sáng thức dậy đều mong thấy tin nhắn, đang chạy xe cũng dừng lại nhắn. Mình cảm thấy hai bên đường lúc đó như nở hoa luôn á. Sau đó mình đã quyết định vào Sài Gòn, cái này anh chưa nói với em, nhưng mà em là lý do lớn nhất để anh quyết định chọn vào Sài Gòn. Thành viên của nhóm The Wing đã chia sẻ, bản thân không khó lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, vì khi gặp được người xứng đáng, sẽ không ngại bỏ tất cả. Chia sẻ về lý do chia tay, Vũ Thịnh cho biết thời điểm quen nhau, Fanny tham gia chương trình giai điệu chung đôi. Lúc đó cô nàng có cặp đôi được yêu mến với người khác là cặp đôi gà bông, khi đó cả hai đã quyết định dừng lại. Bản thân Vũ Thịnh không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Fanny, áp lực từ dư luận. Anh cũng không đủ can đảm để đứng lên bảo vệ cho người con gái mình yêu thương. Nam ca sĩ còn nhớ, cả hai đã bị ném đá dữ dội khi vô tình lộ đoạn clip tình cảm trên mạng xã hội. Thời điểm đó cả hai đang yêu nhau nhưng không được công khai. Đó là một phút sơ suất, Fanny chia sẻ. Thời điểm mình thi giai điệu chung đôi, mỗi khi livestream mình phải giải thích là không quen anh Minh, cả hai chỉ là bạn. Mỗi khi các bạn hỏi anh Minh đâu, sao không live chung, mình cảm thấy rất áp lực, mình không vượt qua được những cái tiêu cực. Vũ Thịnh còn cho biết, thứ tình cảm của anh dành cho Fanny có thể đã ngủ quên, nhưng khi thấy người mình yêu đi tỏ tình thì không thể ngồi yên. Vũ Thịnh nói, lúc em lên tỏ tình, đó là chất xúc tác mạnh nhất mà anh nghĩ anh phải làm cái gì đó thôi thúc, bản lĩnh và vượt qua bản thân mình và nghĩ đến việc tỏ tình em trên sân khấu này. Không chỉ có màn tỏ tình lãng mạn, Vũ Thịnh còn liên hệ với gia đình Fanny và nhận được sự ủng hộ của phụ huynh. Bố mẹ của nữ streamer đều cảm nhận nam ca sĩ là một chàng trai tốt. Sau những câu chuyện đầy cảm động và nhiều khó khăn trong quá khứ, Vũ Thịnh và Fanny đã lần nữa trở lại với nhau trong sự chúc phúc của mọi người.